Chiều 1 tháng 7, Cục Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức tọa đàm về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bình Dương. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bình Dương hiện có khoảng 65.000 doanh nghiệp, trong đó có 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng đa phần các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu kiến thức về pháp lý, nhiều trường hợp chủ doanh nghiệp không biết đã vi phạm quy định về pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Các đại biểu đã trao đổi thảo luận về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, trong đó có biện pháp tăng cường công tác truyền thông và đề nghị Bộ Tư pháp sớm tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 55-2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.